Anh em thấy gì chưa? TGA nha. Xịn đấy. Zen, xịn nha. Anh em thấy cái gì đây chưa? Đấy, Monokay TGA và có giấy khai sinh các thứ hẳn hoi nha. Ghê chưa? Đấy. Quality này. Rồi ôi, nói chung là đồ real. Yeah boy. Đồ real, hôm nay trên tay đồ real cho các người nghe, nhưng mà nó cũng đã có sự thay đổi một chút xíu. Ở cái backplate là bạn chủ phím đã thay sang một cái miếng nhìn nó xịn xò hơn, thay vì cái một cái miếng bằng nhôm. Con này tí nữa tháo mệt phết đấy, mày tháo mệt lắm. Tại vì con Gen ngày xưa tao tháo đã mệt, thì con này cũng mệt không kém tí nào cả. Thì con này là mình mượn của bạn Minh Nhật Nguyễn trên động phím cơ. Thì lý do vì sao mà bạn đi săn được giá rẻ là bởi vì cái này này. Nhìn xót ruột vãi tưởng luôn. What? What the fuck? Thôi biết sao giờ, cuộc sống mà. Đấy, thì con này là TGA Gen V2ME. Nó là cái con mà sau này được hợp tác với cả Monokay ấy, thế nên là giá nó tốt hơn rất nhiều so sánh với con TGA Gen Original ngày xưa. Nói thật với các bạn là có rất nhiều anh em chia sẻ về cái việc đấy là cái con Gen V2ME này gõ không hay bằng con Gen ngày xưa. Nhưng mà mình nói thật là hay hay là không, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái kiểu build. Chứ còn một khi đã build giống nhau thì mình nghĩ chắc cũng không chênh lệch nhau nhiều về cái trải nghiệm gõ đâu. Nên là con này chắc là mình cũng sẽ chỉ chia sẻ cho các bạn một chút xíu về cái trải nghiệm sử dụng, rồi show cho anh em xem là một con Gen xịn thì nó khác gì với mấy con Gen cả lăm các thứ gì hay là không. Chứ nói thật với các người anh em là có khi chả khác đâu, nói thật. Ai có tiền thì chơi đồ real, ai không có tiền thì chơi cái đồ thường thường cũng được. Mỗi người có một cái cách tiêu tiền khác nhau. Mình thì không khuyến khích anh em chơi mấy cái đồ pha ke, nhưng mà tiền ai người đấy tiêu. Nên là mình cảm giác sao thấy cho nó thoải mái vui vẻ là được, chứ cũng không có phải quá câu nệ cái gì đâu anh em nhé. Rồi thì con này thì nó cũng bán khá là nhiều round, nó cũng bán theo kiểu dạng raffle thôi, nhưng bán khá là nhiều round. Nên là cơ bản thì nếu như anh em mua một con TGA Gen V2ME này ở chợ phiên bản màu đỏ này mà hàng đẹp nhá, các thứ thì theo như mình nhớ nó cũng chỉ vào loanh quanh đâu đó tầm khoảng hai mấy thôi, không phải đến nỗi quá đắt giống như ngày xưa. Chứ bây giờ mua con Gen mà original ngày xưa ấy, chắc tầm giờ khi phải đến cả mấy chục. Nhưng mà cũng khó lắm. Mẹ tự nhiên bảo bỏ ra mấy chục triệu cho các bàn phím thì cũng phải dân chơi. Mà dân chơi thì có bán đâu. Ok, đây anh em thấy không? Tháo mệt vãi. Tháo xong cái này, bây giờ tháo được cái nắp này ra. Backplate. Ủa, như hồi trước là tháo cái này ra là nhấc được cái backplate này ra mà. Đây đây, nam châm đấy, không phải nam châm à? Cũng có một vài cái nam châm đấy. Backplate này là cái loại đặt riêng rồi đấy, xử lý lại rồi chứ cái mặc định thì nó bằng nhôm. Mệt ngay mà, đây có mấy cái nam châm này, khổ thế chứ. Cái tháo con này mệt lắm, ốc này nhiều thì thôi rồi luôn. Bốn con này là giữ cái tạ này anh em này. Tháo bốn cái này ra. Đấy, xong rồi nhấc cái này ra nữa này. Bên dưới lại còn thêm mấy con ốc nữa. Của nợ thật sự. Cũng phải nói ối rồi đất ơi luôn. Rồi xong. Bây giờ mình nhấc được lên. Đó. Ô xì kê. Ui. Con mạch có vẻ cũng ghê gớm đấy. Rồi. Thế thì điều đầu tiên á, cái phần bottom của chúng ta là có cái logo Monokay ở đây. Là nó khác so sánh với con Gen ngày xưa. Ui. Con này tính ra tháo cái tạ ra nhẹ vãi. Ô nhẹ cực. Đây là một yếu tố. Và ở đây thì có vẻ như bạn chủ phím cũ cũng đã dán một cái lớp tape này để mà cho cái tiếng của chúng ta nó gọn gàng hơn, cho mình ép cái phần top và bot lại với nhau. Thêm nữa là cái thiết kế của con V2 mới này thì chúng ta có những cái ngàm ở đây này, để mà khi anh em lắp ráp vào thì nó có mang được cái độ chính xác tốt hơn. Con này thì vẫn sử dụng plate đồng và theo như mình thấy đây là đang build top mount, không dùng O-ring gasket mount. Cơ bản thì mình cũng thích con Gen này đóng top mount hơn. Và chúng ta có cái phiên bản mới này dùng cổng USB Type-C thay vì cái việc đấy là cổng mini USB giống như là cái con original ngày xưa. Thật ra cái việc mà dùng mini USB cũng không phải là vấn đề gì cả. Giờ đổi sang cái cổng Type-C thì cũng có rất nhiều pháp sư Việt Nam đỉnh lắm, độ chế được hết. Nhưng mà nhiều anh em vẫn thích dùng cái kiểu cổ xưa ngày xưa ấy anh em. Đấy, thì tùy anh em thôi.
Con này thì bạn chủ phím đang gắn một con switch bị ghẻ lạnh rất nhiều, đấy là Cherry Burnout. Đấy, bảo sao gõ tiếng nhạo 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 rất là khó chịu. Nhưng mà tiếng của Burnout nó là một chuyện thôi, cái cảm giác gõ nó cứ nhạo nhạo sạn 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 sạn. Nó tactile chưa đến mức tactile mà nó linear thì nó lại kiểu linear bị sạn đấy. Khó chịu vừa là. Nhưng mà thôi, con này xác định là trưng là chính chứ có gõ đâu nên cũng kệ. Biết đâu thế nó mang yếu tố đặc trưng các người anh em ạ. Rồi đây. Cho các người anh em xem đó. Mẹ một đống ốc. Lần nào tháo cái đống đó, mệt mỏi luôn. Đó, ok. Top này. Cái vết này fix cấn được thì có phải là đẹp bao nhiêu không? Mẹ nhìn tổng thể đáng rõ ưng. Nhìn cái vết này xót ruột. Nói chung là anode của mấy con này thì chẳng có điều gì chúng ta phải bàn cả. Nó như mấy con tầm 5-6 triệu bây giờ ấy. Rồi, mạch 1.6mm nha. Blade đồng cơ bản nhá. Con này thì sử dụng cái layout đấy, WKL. Tức là sẽ bỏ đi hai cái nút win. Đó. Cơ bản thì nó cũng không thứ gì chúng ta phải bàn đến quá nhiều. Start Cherry. Con này hơi khác so sánh với cái con mạch ngày xưa ấy. Mạch ngày xưa đấy là cái stab này này. Cái wire của stab nó quay xuống dưới. Tức là nó ngược so sánh với stab này. Stab này thì wire vẫn quay lên trên. Stab xuôi kiểu vậy. Còn cơ bản thì nó cũng thế đó. Mình thấy cũng chả khác nhau gì nhiều cả. Tổng quan vẫn vậy. Ok. Có gì khác nhau không? Chả khác nhau gì cả. STM32 có led gầm phía bên dưới. À, nhìn cái mạch còn led hàn còn lệch lệch, nhìn khó cả chịu. Ok, các bạn chả có vấn đề gì cả. Thế chứng tỏ khác mỗi con cờ lôn được cái giấy khai sinh. Thế thôi. Được. Ổn áp nhé. Các bạn thấy sao? Comment phía bên dưới nhé. Chứ còn trên tay con hàng real này thì cơ bản là chỉn chu ở mấy cái yếu tố liên quan đến packing, liên quan đến hoàn thiện sản phẩm. Bởi vì dẫu sao con này cũng là con đời sau, nó cũng sẽ fix đi một vài những cái vấn đề nho nhỏ của mấy con đời đầu ngày xưa ấy. Thì mình thấy nó cũng có một điều gì đấy nó khá là thú vị. Mình check thử xem lắp vào là nó có bị sọc xanh nhiều không. Vẫn có một chút xíu cái độ dơ mà anh em vẫn sẽ cần phải căn lại để mà cho cái phần top bot nó mượt mà với nhau hơn. Mà đúng là nó mượt hơn con ngày xưa thật. Ổn áp đấy. Rồi. Đó. Trên tay cho anh em con phím xịn rồi nha. Anh em thấy sao? Mình thấy cũng hay. Và con này nếu mà bảo bỏ ra tầm khoảng hơn 2 xịt củ để mà đầu tư một con xịn thì cũng chơi được. Chứ còn bảo bỏ ra cỡ tầm mấy chục triệu ngày xưa nữa thì đúng là phải là dân chơi. Dân chơi theo kiểu hệ sưu tầm ấy anh em. Thì cách chơi của mỗi người là khác nhau thôi. Mình không có tiền thì mình chơi cái tầm đó thì xin phép là mình không có nhận xét. Nhận xét thì méo được. Như các anh vào đây chửi cho vỡ mồm. Làm gì có nhiều tiền bằng các anh. Nên xin phép anh em không nhận xét. Rồi. Nhưng mình vẫn nhớ một câu chuyện các người anh em ạ. Anh em còn nhớ anh Long Trần Space Bar Guy không? Chắc là anh em chơi phím những đời sau này chắc không nhớ đâu. Anh em mà chơi phím này đâu cách đây tầm 2-3 năm ấy. Thì hoặc là lâu hơn nữa thì chắc là anh em mới biết thôi. Thì anh Long Trần là một trong những anh người mà mang cái cảm hứng chơi phím cơ đến cho bản thân mình là một. Mình cũng hay xem video của anh ấy trước khi mình làm cái kênh đồ chơi công nghệ mình làm về chia sẻ về phím rất là nhiều. Thì anh ấy đến với bộ môn phím cơ này bằng con Tizia Zen. Ghê không? Và mình còn biết là anh nào thuốc anh Long Trần cái con Tizia Zen ấy cơ. Đấy là anh Sinh Trần. Dành cho anh em nào chưa biết thì anh Sinh Trần là chủ của cái Mickey Store. Anh ấy chạy rất nhiều kèo Việt Nam và anh ấy phân phối Angrimia tại Việt Nam luôn. Đấy. Anh Sinh Trần thì anh dân gọi là dân chơi phím. Một trong những thế hệ dân chơi phím thế đầu rồi. Chơi phím xong bán phím luôn mới ghê. Đấy, anh em thấy không? Kinh. Và đấy, anh em thấy quá chất lượng luôn. A few moments later. Đó, và sau một đống ốc các thứ như thế này thì vẫn còn 6 con nữa. Chết mẹ. 2, 4. Đúng đủ. Tao tưởng dưa ốc vỡ mồm. Rồi. Thì đấy, vừa nãy tiếp nối câu chuyện của anh Sinh Trần, anh phân phối luôn cả Mickey bàn phim cơ luôn ấy. Thì đấy, anh em có thể thấy là dân chơi và anh Sinh Trần còn có cái group đấy là Grab Bác nữa. Là anh em grab mấy con keycap SA đấy. Ui dồi. Nói chung là bây giờ anh em chơi phím cơ nó bị dễ dàng quá.
dễ dàng từ việc đấy là mua một con phím giá rẻ, nó cũng đã có những cái kèo rất là ngon rồi, chứ ngày xưa không có đâu. Ngày xưa còn những cái thời mà chơi mấy con RK ấy nhỉ, rõ ràng mua cả con phím về dùng được một cái kit switch với cái cáp tôi vứt đó. Bây giờ thì có khi nghe mua cái kit về là cả phím các thứ là ngon sẵn hết rồi. Đấy là cái sự khác biệt của cái việc chơi phím bây giờ và chơi phím ngày xưa đó. Đó, và anh em thấy sao về con Tizia Zen V2ME này? Thật sự mà nói thì nếu mà nói về cái việc mà gõ ngon hay là không, đối với mình nhá, nó phụ thuộc vào cái build của anh em với switch gì, stab gì, cây cáp gì, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái trải nghiệm gõ. Chứ còn riêng một cái kit phím như thế này này thì cho dù nó có vấn đề gì chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ có những cách để mà xử lý được với nó thôi. Nên là cái đấy nó phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu và cái trải nghiệm của các người anh em. Còn đương nhiên với những con phím mà nó thuộc dạng đắt tiền và nó cũng mang yếu tố xịn sò như này, đặc biệt ví dụ con này nặng, đầm, thì đây anh em nhìn này. Vì sao tôi dám làm như vậy? Bởi vì bên dưới tôi lót cái này rồi. Và có đập xuống dưới thì chỉ có cái bàn này lõm thôi, chứ đồ kim loại làm sao mà lõm được, nên tôi không phải lo. Không, cơ bản nó cần sẵn rồi. Đó, thì anh em có thể thấy là con này thì quan trọng là build như thế nào thôi. Cái con này thì xác định bạn chủ phím, bạn ấy build để bạn ấy trưng bày, bạn sưu tầm, bạn khoe cái đít thôi. Đấy. Thế nên là nó vẫn có những cái giá trị riêng và nó vẫn có những cái thứ gì đấy thú vị riêng. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Thế đây là ý kiến của con men phím dưới nhá. Đây là một con phím xịn. Và rõ ràng là nó vẫn có những cái hay của nó. Và các bạn nghĩ sao? Hãy để lại comment. Thế nhá, bye bye anh em. Nhưng mà lạ lùng nhỉ. Vừa nãy ở phía bên dưới cái phần logo Tizia này tao thấy có một cái cục nhựa. Thế có khi nào cũng sẽ có một cái phiên bản xuyên led ở đây không? Chứ bây giờ ví dụ cái cục này logo nó khắc lên thôi, lại có thêm cái cục nhựa ở dưới để làm gì nhỉ? Khó hiểu vừa lắm.